quá. Last Friday night, I was walking home from the bar, and this woman started coming towards me. She was staggering, you know, so I figured she was drunk. Whoa. Okay, tell us, be honest now, how many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on her. Oh, come on. Look, just listen, all right? She got closer, and I got a good look at her. You had to see her eyes, her nose, her whole face. Gì cái Tùng? It looked like it was rotting. Anh đang sợ té ra quần đây. Like a walking corpse, man. Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy. Calm down. Just, hey, you gotta stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, they'll sink their teeth in you. I should attack somebody. Oh, come on. Just getting good. Đây là điển hình của việc lái ô tô là không được làm việc khác. Đầm dính vào xe luôn. Tắt điện đi anh, có thêm phần không khí. Tắt cứt. Tắt thì anh tắt game luôn. Giờ ra rồi. Xác định rồi đấy. Đây. Thanh niên nhân vật chính Leo Kennedy, nhân vật yêu thích nhất của anh ấy từ. Quả đầu này mà lệch tí nữa là bổ luống ngay. No one's around. Không có ai xung quanh. Xe cảnh sát. That's weird. Thật là lạ. Và tiếng gì vỡ? Máu me be bét. Lại là giống ai đó luôn. Nhìn xung quanh. Nói chung là sang bản này cái ngắm bằng chuột nó có vẻ dễ rồi, chạy là ship. Đi vào cửa là mở luôn. Hello? Anybody there? Xin chào. Có ai ở đây không? Cái đèn pin. Something's not right. Có gì không đúng ở đây. Tai nghe tiếng ghê vậy. À. À, chào anh. You all right? Là chưa biến thành zombie. Chỉ cái gì đấy? I'll be back for you. Đừng cử động, em sẽ quay lại. Anh cứ ngồi đấy. Đây nhìn là cái tủ. Vãi. Sao có cái ư a ở trong. Stop moving. Officer, you need help. Stay back, sir, I got this. Có cần không? Ai? Sao? Sao?
trưởng. Freeze! Đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Chết chưa? Anh chết chưa anh ơi? Chết rồi. Gì mà anh? Ai ra? Được đấy. Quá. Tab là mở inventory. Đây là máu của mình. Mình sẽ là quét escape from store. Anh ơi, không phải như thế được. Nằm xuống. Ui rồi, tôi chết cha hết đạn. Chạy. Dùn quá bắn. Mở cửa. What are you doing? Mở cửa kiểu gì? Chết cha rồi. Mở cửa anh ơi. Em xin. Úi giời. Chết cha rồi. Máu me be bét rồi. Chạy nhầm đường. Đó, làm gì còn đường nào nữa. À đây. Mãi chưa. Cắn cho nát người rồi. Ôi anh ơi. Ui. Em xin các anh. Em hết đạn rồi, em xin các anh. Ơi. Vãi trưởng. Ơ em nào đấy? À Claire. Anh hết đạn rồi. Vãi hết đạn rồi, giờ lại có đạn bắn. Bịp. Người giấu viên đạn đâu không biết, làm bị cắn phát. You alright? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later when we're safe. Không có thể cảm ơn tôi sau khi mà chúng ta an toàn. Vãi. Đông vậy. Chạy đi. Come on. Get in. Hold on. Zoom bắn. Bắn nó đứng cách 2 mét bắn. Chưa hết. Mạnh quá. Chạy được rồi. Ôi, cái áo cổ áo vẫn còn máu me be bét kìa. Wait, you're a cop? Anh là cảnh sát à? Leon Kennedy. Đúng vậy, tôi là Leo Kennedy. Tôi là Claire Redfield. Em này là em gái của Chris Redfield ấy, cũng là một nhân vật rất nổi tiếng ở trong Resident Evil. It's a good thing we found each other. Điều như game. Game nó phải điêu. Bọn này bây giờ là đến sở cảnh sát rồi. Thanh niên Leo này là hôm nay là ngày đầu tiên đi nhận việc ấy, vừa tốt nghiệp trường cảnh sát xong đến trụ sở. Phố xe cộ ngổn ngang hết rồi. Raccoon City. Đây là bản 2 được làm lại từ phiên bản năm 1998. Hồi năm 98 thì cái game đấy nó góc nhìn camera nó khác. Nó giống như là kiểu là mình xem phim. Cứ mỗi lần nhân vật nó đi đến một cái góc là camera nó lại đổi một góc khác.
nhìn từ trên xuống. Cô bé lại đi con đấy. Sư. Oh my god, this is so unreal. Police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. It's a big city. Chắc chắn là phải có người còn sống, như đây là một thành phố rất lớn mà. Có người còn sống. Xe nó chặn đường rồi. Vừa con zombie kia nhìn nó lừ đừ mà nó nhanh thật đấy, mình vừa chạy qua phát nó quờ sang nó ôm luôn. Có hai anh đang nhậu. Chạy đi còn đứng đấy mà vãi. Lùi lại. Rồi, cái xe tải của thanh niên này vừa bị con kia nó cắn. Oh shit. Get out now. Hold on. Nát người ấy còn gì nữa. Còn sắp nổ rồi. Xăng chảy. Chạy đi. Sau còn cả cái xe xăng kìa. Ai trưởng. Claire, em có sao không? Yeah, I'm alright. How about không, you? Em không sao. Anh như nào? Và anh? Can't stay here. It's not safe. Chúng ta không ở đây, không an toàn. I'll meet you at the station. Anh đi đi, em sẽ gặp anh ở. I'll be there. Em xin các anh, em xin các anh. This is out of control. Hết mẹ đạn. Và anh đừng quá ở đây, 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 đây. Không viên. Ôi anh ơi, em xin anh. Shit. It's everybody. They've overturned. Và anh kỳ quá. There it is. Đây rồi. The station. Chạy cảnh sát đây rồi. Được thế. Làm sao qua được? Qua đây chăng? Đóng cửa lại. Giờ mày làm sao? Giỏi đi vào đấy. Rồi đi vào đấy. Không có viên đạn nào. Bản đồ. Current searching complete. Túi xác. Không có đạn à? Xin chào. Có ai ở đây không? À đây rồi, đạn đây rồi. Mày quá. Ấn R để reload. Đi đây. À. Ôi thôi chết rồi. Đạn 9 ly.
hớt Zin Rismo đồ. Toàn súng 15 shot cả. Nhưng chết cha rồi, vừa ấy nạp đạn vào cái khẩu kia rồi. There has to be someone here. Phải còn ai ở đây chứ? À đây, có thanh niên nào đang sống đây. Không chuyện. Not good. Không tốt. David, Marvin, you there? David, Marvin, ở đấy không? Tôi tìm thấy đường ra, nó ở đây. Đấy, bắn vào đầu nó ấy. Và ai thanh niên kém vậy? Cử tiếp viện đến. Gotta find that guy. Nghỉ quá. Ô, xếp nhanh vậy. Máu này rồi. Chắc là phải mở được cái hộp này ra thì mới mở được cánh cửa này lên. À đây. Đây là chìa khóa này, là chìa khóa bích à. Worker tab bích. Thuốc kìa, có vào rồi. Giải mã. Chắc là giải mã rồi. Mình chưa có cái gì để giải mã. Chìa khóa bích. Hai cửa này không đi được. Trò này chạy có bị mệt không nhỉ? Đùa nhau à? Đây 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 đây, cái gì đây? Có cái tờ giấy gì không biết, có ghi mật mã không? Gai Pamlet Raycon City. Đây như kiểu là cái hướng dẫn du lịch ấy. Lại chưa có bích. Đùa nhau à? Thế này thì đi đường nào? Không có đường đi à? Bên kia vừa gọi cứu viện ở đâu? Có ai ở đây không? Không ai.
Đây có cái gì này? Keep out. Dạ. Ô, kẹt rồi. Đừng vào anh. Đừng chui vào, đừng chui vào. Mẹ 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 biết. Vãi trưởng. Ok, cái gì mà ok. Vãi trưởng. Đây thiếu một cái cầu chì này. Có ai không? Khóa rồi. Gì đây? Không đùa đâu nhá. Thứ gì đây? You got this. Đừng có đứng dậy nhá. Chết chưa? Đây có, à đây có đạn. Đừng có đứng dậy nha anh nhá. Anh chỉ xin ít đạn thôi. Trong này cũng có con nào. Máu. Cứ lấy máu đã, đằng sau. Đây là máu File Caution Danger. Túi to này mà không có gì. À đây, vừa ấy thằng kia nó bảo mình đến cái Watchman Room này. Sắp tới rồi. Có vẻ nguy hiểm. Sát người. Jesus. Anh chết chưa anh ơi? Các anh chết chưa các anh ơi? Open up!
Ủa vãi vãi. Hurry. Ai đây? Open up. Đây 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 đây. Open this goddamn door. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. I'll get you out. Em đến được rồi. Please. Come here. Help me. Rồi 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 rồi. Ra đây anh. Thôi 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 xong. Em xin lỗi. Cố lên. Cố lên. Why? Bó tay. Ui lòng mề kìa. Chạy đi. Nhìn cái gì. Nó sang bây giờ. À còn số. Lúc như này chắc là nó đang pause game lại rồi. Goddess Statue. Đây là cái bức tượng này. Ở dưới bức tượng có đường hầm này. Đường hầm ra khu đỗ xe là thoát ra ngoài. Nhưng mà muốn mở được. À cái bức tượng ở giữa cái sảnh đây. Muốn mở được thì phải có 3 cái mề đan. Ờ à, đấy. Vừa có 3 cái lỗ. Bây giờ chắc phải tìm 3 cái mề đan này. Ba cái mề đan ở chỗ sư tử này, ngựa này. Một cô gái ôm cái bình à, chắc là đây là mật mã này, mình giải mã. Vãi. Vãi, 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 vãi. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Cút ngay, cút ngay. Vãi cái gì đây, cái gì đây. Ôi nó phi vào trong. Chạy 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 chạy. Jesus, they're everywhere. Ôi trời ơi. Ôi vãi. Định chạy qua tiết kiệm đạn mà đã bị. Chết rồi. Cái gì đây? Chị ơi, em xin lỗi. Đi đường nào? Ở đây hồi đạn được. May quá, có đạn rồi. Tôi vãi, cái gì đây? What the heck? Con này, mày vừa cắn tao, xong mày còn bò cái gì? Mãi trưởng. Anh Hiền bị nó gặm được mấy phát. Đi đường nào ra ngoài? Đường nào anh ơi? À đây 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 đây. Đường này đường này. Đây rồi, đây rồi. Chui ra. Nhanh 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 nhanh. Ở đây rồi. Ai vậy? Cứu em anh ơi. Vãi chưa. You're safe. For now. Thanks. Anh này bị cắn rồi, chắc Marvin không trụ được. Leon Kennedy. Leon Kennedy anh ơi. Em cũng là cảnh sát đây đấy. Yeah. Tay bẩn đi kia. Toàn máu me không chùi nó đi. Anh đã làm những gì có thể, Leon. Does anyone know what started this? Not a clue. Có ai biết nữa, chuyện này bắt đầu như nào không? Không có cái nào. Yeah, I was supposed to start last week and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. À, đẹp trai rồi. Cảnh sát đây. Okay, Lieutenant, I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer, you met earlier, Elliot, tìm được đường ra khỏi nơi đây. He thought this secret passageway might do the trick. Cái cảnh sát vừa rồi tên là Elliot và anh ta đã... This is good news.
We can get you to a hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. Tôi ra lệnh cho anh đấy. Anh phải cứu anh trước. Tôi sẽ đi cùng với anh nhưng mà. You'll need this. Giờ anh cần cái này. Stop. Đi đây. À, dao à? Don't make my mistake. Đừng mắc cái lỗi mà tôi đã mắc phải. Nếu mà anh thấy cái thứ đấy thì dù có đồng phục hay không thì anh vẫn phải giết nó hoặc là chạy. Rõ chưa? Tất nhiên rồi. Chạy nó đập chết. Game kinh vãi. Ngon. Full rồi. Đây đã. Cất bớt đồ lại. Chìa này thì cất đi thôi chứ để đây làm gì. Ở mãi cái nhà ga bây giờ quay lại đấy đâu. Quay lại con dao đã. Resident Evil 7, anh biết thừa. Có băng dính và dùng dao cắt. This is not how I imagined my first day. Đây không phải là điều mà tôi đã tưởng tượng vào ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên. Rồi, đạn đi rồi. Chỗ nào cũng máu me bè bét. À, cái chỗ này hồi mình chơi bản 598 là đi qua đây thấy một con Licker nó trèo ngang qua cái cửa sổ kia đây. Bản này không biết có thế không. Ngoài trời đang mưa. Chứ có thanh niên ngồi kia. Anh ơi, anh chết chưa anh ơi? Nói gì cũng đứng dậy cho xem. Tương tác anh ơi. Vãi game đã làm tở vãi. Ôi trưởng, bỏ nó ra thôi còn ngắm cái gì nữa. Cái thằng này vãi, sao lại có ông này treo lên cái móc này. Anh chết chưa anh ơi? Anh đừng cứ đứng dậy nhé. Đấy, đổi cái đèn pin này to hơn. À, đây. Đóng lại cho nó đỡ chui từ ngoài vào. Ui ơi, vãi trưởng. Giật cả mình. À đây con này cần chìa khóa tép. Có cái hình con tép ở trên. Vãi, gió lộng thế.
ra vừa ấy, bịt cái cửa này mới đúng. Chúng với chúng quá, nào nó cũng leo vào. Đừng có anh nào nhá, em ít đạn lắm. Vãi. Vãi, nó vào rồi. Nằm im. Ai cho mày dậy? Không chết à? Chết chưa? Kinh quá. Cửa này chắc không qua. Có ai không? Cái sở cảnh sát có vài viên đạn. Gì đây? APD. Sự kiện gì này? Chúng tôi đã biến cái sở cảnh sát thành nơi trú ẩn. Khi mà nói chung là đây nó chỉ là cái giấy tờ, nó nói về cái việc mà cái đại dịch nó xảy ra này. Dây xích chắc phải dùng kìm mà. Đại dịch xảy ra thì nó biến cái gì đây? Đâu đây? Mày vẫn chưa chết à con này? Kinh vãi. Chết chưa? Tiếng tai nghe nó đẩy cửa thình thình thình, sợ vãi đây. Anh kia đang đập cửa gì đây? Anh này chết chưa? Đạn. Tốt lắm, cứ có đạn là tốt. Anh ơi. Ôi chút, ăn trượt rồi. Thế này mà chơi được bằng tay cầm cũng giỏi. Chuột bắn còn trượt. Có tiếng gào. Nghĩ quá. Anh này chết chưa? Chết chưa? Bên kia anh ấy muốn uống cà phê nhưng mà chắc đút tiền vào máy nó ở biết ngay mà. Biết ngay mà. Vãi. Sống dài thế. Nằm im. Cấm lúc đã. Ông này cũng đứng dậy cho xem. Gunpowder. Thuốc súng. Cách sử dụng thuốc súng. Đạn súng lục thì là hai cái gunpowder trộn với nhau. Đạn súng shotgun thì là cần một cái gunpowder và một cái high grade gunpowder. Đạn súng tự động mag cần hai cái high grade gunpowder rồi combine với nhau.
Anh ơi, anh Cảnh ơi, nhìn ngồi chết đấy này, đừng đứng dậy nhá. Xong lại có két sắt. À, trốn thoát qua đường ống cống rồi. Rookie first assignment. Leo S. Kennedy. À đây, đây là nhiệm vụ đầu tiên của mình đây. Gửi Leo Kennedy, chúng tôi sẽ cho giao cho anh một cái Mission Unlock cho deck. Nhiệm vụ đầu tiên của anh là phải mở cái bàn chìa khóa của thành công, chuẩn bị our first name. Nhưng mà cái tờ này là của ai? Rookie. Input the letter in order of our deck. There are two locks side of your deck. Make sure you get both of them. Baranak và Barana. Your first tag remember fellow officer name. Tức là bọn này nó giao cho mình một cái nhiệm vụ rất là ngớ ngẩn, đấy là phải mở hai cái khóa ở cái bàn của mình bằng cách là dùng mật mã từ tên chữ cái đầu của các cái tên của những cái thằng đấy để nhằm mục đích là giúp mình nhớ tên của những cái thằng đồng đội. Chết hết thì còn đâu. Scott này, có những thằng nào? Rocky là một này. Scott là hai này. Scott là hai này. Lieutenant Barak là ba này. Đi xem lại sau vậy. Chứ gì đã giải đố. David Fox này. Elliot Edwards này. Cái bản đầu tiên này của ai? Đây là Neil. Đây là N này. E này. D này. À, đơn giản. Này. Anh gì anh gì ơi? Anh tên gì? Anh tên gì? Ngon. Anh tên gì anh ơi? Ở đây thiếu tên của anh rồi. À đây đây đây. George Scott. À đây, anh này chính là anh Scott đây. Anh yên nghỉ nhá. Scott.
Scott, Rita và Marvin. Scott, Rita và Marvin. À, chắc là ngược lại. M. Rita, Rita, Scott. Đâu rồi? Ơ? À. Scott, Rita và Marvin mà nhỉ? Đúng không? Marvin này, Rita này. Jock. Quá đơn giản. Anh để gì cho em? Ây da, hai capacity max. Em xin. Làm gì với cái này? 24 round. Thời gian nạp đạn. Equip là equip combine. Sao không combine được? Matida chắc là của khẩu khác. Hết chưa? Vãi. Gì đây? Đứa nào đây? Mày nát đầu rồi mà. Thanh niên trong này. À đây. Yo, ôi thôi vãi. Yo này. Yo này. Mày làm sao? Còn có mười mấy viên đạn. God damn it. Mày chết à? Mày. Ui giời. Mày làm sao? Mày sống dài chứ? Mày sống dài. Chết chưa? Chết chưa? Mày chưa? Còn 13 viên đạn. Bích. Rất nhiều cửa và chìa khóa bích. Có mấy cái ngăn này. Trong đây có gì không? Đây rồi. Tí thì bỏ qua. Sắt là vẫn chưa chết ạ.
Chết chưa? Quá. Chết một vài phát thằng này quá chắc. Vãi. Ôi, súng. Sật gan. Phim. Đây rồi. Ô, con dao có độ bền à? Tìm ở đâu? Chú ý như là không chú ý bằng thường. Không sắt. Mày quá. Vãi, nhiều thứ này. Túi gì đang đầy.
Cái gì? Làm sao? Rất cơ mình. Cửa sắt mà thằng này nó vẫn chui vào được. Nằm im. Son of a bitch nhỉ. Mặt trời trên bãi biển. Chết chưa? Rút dao đâm mấy phát. Cái gì đây? Tiếng động ở đâu đây? Ôi, thanh niên này ở đâu ra vậy? Ghê quá. Jesus. Ôi, gãy cha nó dao rồi. Dao với chả dựa. Vãi trưởng. Con dao hỏng nhanh vãi. À, đây có phòng. Ngon. Đi đây. Medical benefit of up. À, cái này là trộn thuốc. Cây xanh thì là chữa những cái vết thương bình thường. Cây xanh nước biển thì là chữa những cái liên quan đến độc. Cây đỏ thì không có cái tác dụng gì. Chưa phải lúc. À đây rồi. Xếp đi rồi, may quá. À, mình nhớ cái phòng này rồi. Cái phòng này nếu mà đánh ở bản 1998 thì là nếu mà không giết con zombie nào từ đầu đến lúc trước khi vào cái sở cảnh sát này thì sẽ giết được một con zombie đặc biệt, lấy được chìa khóa. Mở cái này ra thì trong ấy nó sẽ có bộ quần áo đặc biệt để mình thay vào, nhìn nó ngầu. Cả cái tủ mở ra được 2 viên đạn. Đây rồi. Combine. Đấy, có thế chứ cả đây. Có thế. Có tí đạn vào. Đỡ sợ bao nhiêu. Bật cái điện lên cho nó sáng sủa nào. À, hòm kia rồi. Đi đây. Cây đỏ đây rồi. Đây có cuộn phim này. À, từ từ. Chắc phải tắt điện đi mới rửa phim được. Commemorative photo. Là cái gì? Có gì đâu. À, tức là cứ nhặt được phim là mang về đây rửa. Cái này chơi thế rồi. Sợ quá. Hết cả hồn. Em mới chờ gục.
tí đi xuống rồi thì sao? Ui, lại chị này. Chị ơi. Chị ơi. Gắn ngon đã có súng rồi. Ở đây portable safe nào đây. À. Nhưng mà phải làm sao để theo thứ tự của nó. Nhớ được thứ tự. Đơn giản. Thay đổi à? Là thế này. Tồi quá. Ngon. Tích 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 tích. Mở ra. Gì đây? À à nút 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 nút. Được một cái nút rồi. Ngon. Gì đây? Cô này bố xếp. Và ai trưởng mở xong rồi mới có hướng dẫn. Ô thôi chết rồi. Lại cần phải tên của mấy thanh niên kia. Quên xứ mất rồi.
Mấy thanh niên kia tên là cái gì nhỉ? Ui 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 ui. Quái trưởng. Quái cửa đai giật cơ mình. Con zombie ở trong cái tủ chui ra. Cái tay che miệng đấy chứ. Xin nành đấy. Con nhà bà mái. Hơi nghĩ sợ quá. Em thử vào em chơi xem. Yêu con nhà bác siêu. Giờ già rồi chơi mấy cái game này kinh lắm. Acid. Mấy lần top team ấy chứ em tưởng. Game này là một game yêu thích thời xưa của anh. Bây giờ nó làm lại mặt mới. Remake lại đồ họa xịn. Để chơi chứ. Càng sợ đúng không?